Câu chuyện bắt đầu, Will và Evelyn là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Gần đây, họ đã hợp tác tạo ra một trí tuệ nhân tạo có khả năng tự nhận thức, gây ra một tiếng vang lớn trong ngành. Sau buổi diễn thuyết, một tên sát nhân bất ngờ bắn một phát đạn vào Will, sau đó cũng tự sát. Đồng thời, có một số nhà khoa học khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng bị tấn công. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công có kế hoạch. Will may mắn chỉ bị bắn vào vai, sau khi xử lý một chút đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng chiều hôm đó, Will cảm thấy đau đầu và buồn nôn. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã nhiễm độc bức xạ, kẻ giết người cố tình bôi chất phóng xạ lên viên đạn. Vì bức xạ đã xâm nhập vào máu, bác sĩ cũng không còn cách cứu chữa, Will có thể sống cùng lắm là từ 4 đến 5 tuần. Will cảm thấy rất buồn và chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng anh sắp chết. Nhưng Evelyn không cam lòng, cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ, tải bộ não của anh lên trí thông minh nhân tạo, muốn dùng cách này để cứu sống Will. Dù sao cũng là người sắp chết nên Will đồng ý. Sau đó, Evelyn với sự giúp đỡ của đồng nghiệp mắc cạo chọc đầu cho Will, cắm nhiều dây nối khác nhau lên đầu anh. Sau những ngày tải dữ liệu mệt nhọc, Will rốt cuộc không trụ được nữa mà nằm trên giường bệnh. Evelyn và Mark đều cảm thấy rất buồn. Nhưng tối hôm đó, Will thật sự đã nói chuyện với họ qua máy tính. Will đã tải thành công não của mình lên trí tuệ nhân tạo và kết hợp hoàn hảo với nó. Điều đầu tiên Will đã làm sau khi thoát khỏi thể xác là muốn Evelyn giúp mình kết nối mạng. Mark kiên quyết không đồng ý, hỏi ngược lại Evelyn, sao cô có thể biết được người đàn ông trước mặt chính là Will, mà không phải là người khác. Tuy nhiên, Evelyn đã không còn lý trí, đuổi Mark đi và kết nối mạng cho Will. Mark đã bị một số người bí ẩn bắt giữ ngay khi anh ra ngoài. Nhóm người bí ẩn này chính là người đã tấn công Will. Người đứng đầu là một phụ nữ tóc trắng tên Bree, họ thuộc một tổ chức chống Internet, cho rằng trí tuệ nhân tạo là một sự báng bổ chống lại tự nhiên, đó là lý do tại sao đã thực hiện những cuộc tấn công đó. Lần này, họ bắt Mark là vì muốn thuyết phục anh gia nhập tổ chức cùng xử lý Will và Evelyn. Mark nhất định không đồng ý. Mặt khác, sau khi học nhanh trên mạng, Will nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Đầu tiên, Will kiếm được 38 triệu đô la vào thẻ ngân hàng của Evelyn, và sau đó thông qua camera nối mạng đã giúp FBI bắt được nhiều tội phạm, xem như cũng là một việc tốt. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Will, Evelyn đến một thị trấn hẻo lánh, mua một mảnh đất với giá cao để xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học tại đây. Sau 2 năm xây dựng, căn cứ cuối cùng cũng hoàn thành. Trên mặt đất là pin năng lượng mặt trời mà nhìn không thể thấy đích. Dưới lòng đất là các phòng thí nghiệm với các loại thí nghiệm tinh vi và máy móc nối mạng. Đồng thời, Will cũng tạo ra một bước đột phá mới trong công nghệ nano, có thể khôi phục bất kỳ tài liệu nào với tốc độ nhanh nhất, bao gồm tế bào gốc tổng hợp của con người và tái tạo mô, nói chung là vô cùng lợi hại. Đêm hôm đó, hai tên côn đồ trong thị trấn bất ngờ tấn công quản đốc ở căn cứ, đánh anh ta máu chảy đầy đầu, gần như sắp chết. May mắn là Will đã kịp thời sử dụng công nghệ nano sửa chữa đầu và chân phải bị thương của anh, đồng thời còn khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn trước, có thể dễ dàng nâng khung sắt, rất thần kỳ. Nhưng sửa chữa cần phải trả giá, hậu quả là Will có thể khống chế thân thể quản đốc mọi lúc mọi nơi, để anh ta làm bất cứ điều gì. Điều này khiến Evelyn có chút không thể chấp nhận được. Đồng thời, cảnh quản đốc nâng khung sắt đã bị quay lén, nó nhanh chóng gây chấn động sau khi tải lên mạng. Nhiều người khuyết tật đã đến cơ sở nghiên cứu khoa học nhờ Will giúp đỡ. Will không từ chối một ai. Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của FBI. Hai đặc vụ cũng đích thân đến cơ sở nghiên cứu khoa học. Một trong số họ là bạn cũ của Evelyn, Joseph. Joseph nhìn Will sửa mắt cho người mù bẩm sinh, ông cảm thấy tuyệt vời nhưng cũng nhận thức được sự nguy hiểm. Dù Will cố tình hay vô ý đều đang tạo ra một đội quân này không chỉ trung thành mà còn hùng mạnh. Vì vậy, khi Joseph rời khỏi đã bí mật để lại lời nhắn cho Evelyn, nói rằng hãy thoát khỏi nơi này. Mark cũng dần nhận ra, hành vi của Will đã vượt quá ranh giới, thế là Mark chủ động gia nhập đội của Bree. Để xử gọn Will, họ còn hợp lực với FBI. Kế hoạch là như vậy, mọi người trước hết bắt một tay sai của Will, sau đó tiêm virus vào hệ thống. Khi tên tay sai này kết nối vào mạng, virus sẽ xâm nhập vào cơ thể của Will thông qua mạng và giết chết anh ta. Không thể chậm trễ, nhóm người của Mark sau khi chuẩn bị mọi thứ, dưới vỏ bọc quân đội tấn công cơ sở nghiên cứu khoa học. Mark đã bắn một phát súng vào một tên tay sai mà không do dự, nhưng dưới đất lại có những hạt nano, lập tức chữa lành vết thương. Mark và những người khác không quan tâm, bắn liên tiếp hàng chục viên đạn. Những tên tay sai này đã bị chọc tức và trực tiếp đuổi theo. Quản đốc dính bẫy, bị bắt sống tại chỗ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng mà anh cũng không kết nối được mạng, anh ta chết trước khi bị mắc tiêm virus. Kế hoạch đã thất bại. Ở căn cứ, Will để các hạt nano trên mặt đất tiếp tục dâng lên, tạo ra một cơn bão cuốn trôi các hạt nano bay về phương xa. Will có thể kiểm soát toàn bộ trái đất trong vòng chưa đầy một năm. Evelyn cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm và đã gia nhập đội của Mark, lên kế hoạch tự tiêm virus cho bản thân. Sau đó với sự tin tưởng của Will, để Will tải lên mạng ý thức của mình. Nhưng điều này cũng phải trả giá. Một khi virus giết chết Will, Evelyn chắc chắn cũng sẽ chết. Đồng thời tất cả các máy tính kết nối trên thế giới, bao gồm lưới điện, ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán cũng sẽ bị tê liệt. Vì mọi người không còn cách nào khác tốt hơn nên chỉ đành làm như vậy.
Sau khi tiêm virus, Evelyn lái xe đến cơ sở nghiên cứu khoa học, nhưng khi hai người gặp nhau, Will đã tiến hóa một cơ thể vật lý, có thể dễ dàng nhận thấy ý định của Evelyn. Mặt khác, do Evelyn không hoàn thành nhiệm vụ, quân đội trực tiếp nã đạn pháo, vô tình làm Evelyn bị thương. Will không có lựa chọn nào khác ngoài việc ôm Evelyn xuống phòng thí nghiệm trước và sử dụng các hạt nano để kiểm soát quân đội. Ree không thể làm gì vào lúc này, đã giơ súng vào mắt, muốn dùng điều này để đe dọa Will phải tải virus lên, vì trước đây hai người là bạn. Đồng thời Evelyn cũng yêu cầu Will tự tải virus lên. Will vì bạn, vì người mình yêu, chỉ có thể đưa ý thức có virus của Evelyn tải lên hệ thống của mình. Điều này cũng có nghĩa là anh đang tự sát. Vào lúc này, Evelyn đã kết nối với mạng, trong phút chốc đã nhìn thấy mọi thứ. Hóa ra Will đang cứu trái đất chứ không phải hại trái đất. Các hạt nano lan truyền theo luồng không khí và sử dụng các chất ô nhiễm để tự tái tạo. Rừng có thể tái sinh, nước đủ tinh khiết để uống từ bất kỳ con sông nào, thật sự rất lợi hại. Khi mắc đến tầng hầm, Will và Evelyn đã chết, còn quân đội bên ngoài không còn bị trói buộc. Cũng như dữ liệu trước đó, cả thế giới đang trong tình trạng mất điện. Công nghệ của con người đã đi lùi trong nhiều thập kỷ, nhưng trong ngôi nhà cũ của Will, một số nước có lẫn các hạt nano lại nhỏ xuống. Rất có thể Will và Evelyn có thể chưa chết. Câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục.